thân pháp những cây cảnh như những chú tắc kè rừng già hóa thân từ màu trắng sang màu vàng chỉ bằng một chút nước phun vào đây. Xin chào quý vị khán giả, trong clip này chúng tôi sẽ quay những cây không theo bộ và những cây lẻ, sẽ đưa lên video để chúng ta cùng xem. Những anh em nào mà muốn sở hữu những cây lẻ thì có thể xem trong clip này và chúng ta có thể giao lưu, giá rất hợp lý. Đây là một cây xanh Nam Điền, gọi là cây dáng siêu, thân pháp khá điệu đà, thân bẹ lớn, côn cây, độ có lắc rất đẹp. Đây là một cây có form điệu, bởi vì chính cái thân này và cái tay rơi kia tạo nên cho cái cây này có cái độ điệu. Bây giờ chúng ta sẽ xem anh Du quay về mặt sau nhé. Vâng, bây giờ anh em xem nhé. Vâng, đây chính là mặt sau của cây, rất điệu. Cây này lên đá cũng điệu mà đẻ nguyên cũng điệu, bởi vì những cái dòng cây nghệ thuật cao, thân pháp nghệ thuật cao thì chúng ta tìm khá là khó đấy. Chất xanh Nam Điền, da dày răm dày, và chúng ta sẽ xem cái mầm thở tôi vẫn đẻ lá. Xanh Nam Điền lá nhỏ, bóng cứng, rất đẹp. Cái ưu điểm của cây là da dày, răm dày. Cây phát triển rất khỏe và mạnh mẽ. Ở vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy hai chiếc rễ đã hóa vào nhau và đã biến thành thân rồi. Cây đệ y bám rất nhiều nhá. Vâng, tôi sẽ nhờ anh Du đo kích thước và báo giá cây này. Phun nước đấy. Cây khá già nhá. Khi phun nước vào đã chuyển màu vàng đồng. Vâng, những thân pháp, những cây cảnh như những chú tắc kè rừng già hóa thân từ màu trắng sang màu vàng chỉ bằng một chút nước phun vào đây. Thân già đỏ nha. Vâng, cây cảnh Việt Nam thì có rất nhiều dòng cây, nhưng với khí hậu miền Bắc thì cây xanh vẫn là cây chủ đạo. Những cây nhựa mủ vẫn là cây chủ đạo của khí hậu miền Bắc. Trong đó có xanh si, cây đa, cây đẻ và cây duối, cây sung là những cây nhựa mủ. Anh đo kích thước đi. Rồi, đo kích thước cho anh em. Đo tổng bệ. Mét à? Một mét. Một mét anh em nhé. Lăm nhăm. Chiều cao 55 phân. Chiều dài tan 64. Vâng. Cái này giao lưu bao nhiêu anh? Cái này anh em nào ấy tâm huyết thì để cho anh em 15 triệu bao ship miền Bắc. 15 triệu bao ship miền Bắc. Vâng. Vâng, tôi thấy giá khá hợp lý. Anh em nào thích thì liên hệ với Du nhá. Cái này là cũng chi tiết nó ổn rồi, bây giờ anh em chỉ được cái cắt thôi. Bởi vì tôi thấy cây này có cái ưu điểm là lên đá cũng đẹp. Anh em có thể mua về lên đá thì sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mộc thạch tương sinh. Vâng. Sẽ rất giá trị. Vâng, và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng. Vâng, ở cây tiếp theo là một cây xanh điền hạt, hay còn gọi là xanh quê.
chất khá đẹp, râm dày, lá bóng và cứng như lá nhựa. Nhìn cái lá cong như mũi hài, rất giống cây lá móng nhưng mà không phải lá móng. Chúng ta xem tổng quan cái cây này. Anh Du xoay cho khán giả cùng xem. Vâng, chúng ta sẽ đến gần xem chi tiết. Đây là những khối nu khá đẹp, thân méo chảy xệ. Chúng ta cùng xem chi tiết từng vị trí một. Và đây là bộ tàn lá nhá, lá rất đẹp. Những dòng xanh quê đẹp thì còn tồn tại đến giờ đều là những dòng xanh quý. Bây giờ tôi sẽ nhờ anh Du đo kích thước và báo giá. Phụt qua nước cho anh em cảm nhận được tí. Chơi đồ xịn thôi mà chơi đúng chất. Cũng đỏ. Chỉ cần nhìn nút của cô đã sướng rồi. Yeah. Nút cục là báo cái chất liệu của cây. Hàng xịn. Vâng, khi phun nước tôi sẽ quay lại một lần nữa cho chúng ta xem và so sánh cái độ vàng của cây. Vâng, anh Du đo kích thước. Vành bệ 60. Chiều cao thân. Sau này chiều cao khoảng độ 0. 38 rồi. Từ 37 đến 38 rồi. 38 là đẹp. 38 là tổng, sau này nó lên đẹp. 38 anh em ạ. Đến lúc xong là 38 nhá. Chiều ngang tàn này. Hãy đo chiều dài, dài tàn. Chiều tàn thì là 48 đúng không? Vâng, anh báo giá cho khán giả biết giá của cây này. Về là hàng cốt xịn nhá, anh em vẫn còn nguyên này. Cái này là trước kia nó ở cái xô nhựa. Sau đó là mình sẽ để nguyên, không cắt cái dễ làm cả, để nguyên bản. Sau đó cho vào cái này. Vào cái ang này. Cái này là mình rất tâm huyết. Mà anh em nào thật sự là thích thật sự thì mình sẽ giao lưu cho anh em. Cái này là mình giao 17 triệu nhá. 17 triệu. Bởi vì hàng này nó là hàng uy lực, luôn lực. Là hàng trực núi. Có bao ship không? Bao ship miền Bắc. Bao ship miền Bắc. 17 triệu. Bởi vì hàng này nó là hàng hiếm rồi. Vâng, cây khá đẹp, cây chất đẹp nhá. Đây là một trong những dòng xanh quê quá là quý và hiếm. Anh em nào mà ưng ý thì liên hệ với Du để sở hữu cho mình cây này nhá. Và giá không cao đâu. Với giá thị trường thì anh Du báo giá rất là vừa phải, hợp lý để cho chúng ta sở hữu được. Hàng này chỉ độ 2 năm nữa là trên sàn là chơi được, mang đi triển lãm được. 2 năm sau rồi. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Một cây xanh hạt dáng siêu già cây nhá, điệu đà. Cái rễ phình lên như một củ sắn, nhìn khá hay. Vòng cây khá điệu. Bộ râm khá dày nhá. Chúng ta có thể nhìn những đốt lá mọc xen kẽ dày nhau. Sau này sẽ cho ra bộ râm dày. Cây này ra vỏ dày dặn. Chúng ta xem qua bộ bệ và thân pháp.
Vâng, anh đo kích thước và giới thiệu thêm về cây này. Vâng. Vành bẹ 60. Anh đo cái cổ thân. Hành 24. Vành cổ thân 24. Cái này đo chiều cao thôi, còn dài tàn thì có thể 30. Chiều cao 30 nhá. Vâng. Dài tàn thì cây đang làm. Anh em nào mà sở hữu thì về làm tiếp, sẽ cho ra những kết quả theo ý của anh em. Vâng. Cái này anh giao lưu bao nhiêu? Ê, giao lưu 6 triệu anh em. 6 triệu. Vâng. Có bao ship không? Bao ship miền Bắc. 6 triệu bao ship miền Bắc. Cái chậu bát tiên này nó cũng có một vài chỗ nứt răm nhá. Cũng thông báo trước, bác nào có mua về thì cũng nên thay chậu. Có mày chậu không tính. Không tính chậu. Nó là chậu lứt rồi. Vâng, cây điệu. Nhìn khá độc đáo. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, cây tiếp theo cũng là một cây xanh hạt, dáng siêu. Có cái tay quay bè, nhìn rất điệu đà. Tay bay ra và tay quay bè. Cây da dày nhá, răm khỏe. Chất khá đẹp. Anh phun nước. Cũng đều là cây già cả. Khi phun nước vào sẽ lên màu đồng. Cái hạt này thích là cái lô cục. Cái dòng xanh này mà làm được đẹp nó thích lắm. Đây rồi, đôi làm nó đi chơi được rồi. Cây này được trồng trên một chiếc chậu đúc khá nặng. Cây này có giao lưu cho anh em thì cũng không tính cái chậu này. Mà anh em chịu được ship thì lấy cả chậu, bởi vì chậu khá nặng. Giá trị không cao nhưng mà tiền phí ship cân nặng sẽ cao. Cho nên là anh em nào có giao lưu thì cũng một là đổi chậu, hai là để cả chậu thì anh em chịu ship. Đổi chậu thì bao ship. Và anh đo kích thước. Vâng. Sáu tư. Vâng. Vành bẹ 64. Hai tám, hai sáu. Cổ thân vành 26 nhá. 35. Chiều cao của cây là 35 phân. Chiều dài tàn 55. 55 phân. Vâng, tôi quay chi tiết cho chúng ta xem cái lá nhá. Đây. Lá cây xanh hạt rất đẹp. Lá xịn nó đây. Thế là sao nó không già như thế? Cái dòng xanh này lá hãm nhỏ được nhá. Chơi rất thích. Lá bóng cứng và đẹp. Anh báo giá cái này. 8 triệu. Nhìn nào ấy nó ra 8 triệu nhá. Giao lưu cho anh em cái này 8 triệu. Nếu anh em lấy cả chậu thì cái này sẽ không bao ship, bởi vì cái chậu khá nặng. Cái này hoàn thiện hơn cái vừa đấy. Còn anh em nào muốn bao ship thì sẽ phải chuyển sang một cái chậu bằng gốm mỏng hơn để cho nó nhẹ. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng. Vâng, đây cũng là cây cuối cùng trong clip này. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cây xanh Nam Điền. Có thân pháp co lắc khá điệu đà. Giống như một người đang múa. Nếu quay về mặt kia thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của bản đồ Việt Nam. Anh xoay các hướng. Vâng, ở vị trí này chúng ta nhìn thấy khá giống bản đồ Việt Nam nhé. Nhưng mà cũng giống một cô gái đang đứng múa. Cây xanh Nam Điền. Bê tay. Rất điệu đà.
Đây chính là lá của Nam Biển nhá. Vâng, còn thân pháp cây này chúng ta xem qua một chút. Tay đòn đóng lệch thân quay vào tạo nên độ sâu hình ảnh rất đẹp, điệu đà. Đây là xanh biển từ cành nhưng mà trồng ra chậu nhiều năm rồi, đã thành bệ, thành thân pháp. Anh đo kích thước cây này nhá. Vâng, đo anh em. Đây nó dạng bán nhân 30. Vành gần bệ 30. 22. Vành thân gần cổ 22. Chiều cao và dài tàng. Cao 40. Chiều cao cây 40. Tàn cũng 40. Dài tàn 40. Cái này giao lưu bao nhiêu anh? Cái này giao bao nhiêu anh em là 2.200.000. 2.200.000. Bao ship nguyên Bắc. 2.200.000 bao ship nguyên Bắc. Vâng, một cây khá điệu đà và đẹp. Anh em nào không gian nhỏ thì cũng có thể sở hữu cây này về để đây là chậu gốm đẹp này. Để chơi nhá. Chậu gốm xịn đấy. Đây gốm tàu nhá. Gốm tàu xịn. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chân thành cảm ơn.